các bạn, lại là Sunny đây. Và hôm nay Sunny sẽ dẫn các bạn đến một shop slam cực kỳ nổi tiếng. À không, shop này cực kỳ nổi tiếng với các bạn, Teen Hà Thành, với những món đồ dành cho tuổi teen rất là dễ thương. Tuy nhiên thì hôm nay shop đã gửi cho Sunny một bưu phẩm gồm rất là nhiều mẫu slam rất là xinh xắn và được đóng gói rất chuyên nghiệp. Mỗi hũ slam đều có một cái tên riêng, được in ấn cẩn thận và bao bọc cẩn thận. Vậy shop đó là shop nào? Tại sao nhìn chuyên nghiệp đến như vậy? Hãy cùng Sunny theo dõi những hình ảnh sau đây nhé. Cửa hàng này mang tên là Ốc Sên hay còn gọi là Ốc Sên Shop, nằm tại địa chỉ là 250 Kim Ngưu, Hà Nội, và địa chỉ thứ hai là 25 Xuân Diệu, Hà Nội. Các bạn có thể nhìn thấy là tại cửa hàng bán rất là nhiều món phụ kiện dành cho tuổi teen rất là quen thuộc luôn. Ví dụ như thế là ốp điện thoại, các loại móc khóa, các loại đồ chơi thần tượng và các loại gấu bông và cả chú cút này nữa. Chú. Và ngoài ra thêm một điều đó chính là bạn chủ của shop này cùng tuổi Sunny thuộc hội những người yêu slam, thuộc hội những người chơi slam. Bạn ấy đã bày bố những slam cực kỳ chuyên nghiệp và bắt mắt. Và các bạn nhân viên của cửa hàng này thì rất là xinh đẹp và thân thiện nữa nhé. Đó là những hình ảnh về shop. Và bạn ấy cũng gửi cho Sunny một bức thư cảm ơn. Bạn ấy đã đóng gói một bưu phẩm rất là cẩn thận và bức thư cũng rất là cẩn thận để gửi Sunny. Rất là cảm ơn bạn nhé. Và shop bạn ấy hiện tại đang có 316.000 lượt follow bán những món đồ rất xinh xắn. Và bạn ấy có tặng cho Sunny một trong số những món đồ bạn ấy bán, đó chính là những kẹp. Và đây là feedback của Sunny. Đó là mặt Sunny đó các bạn. Xin nhau. I'm sexy and I know it. Ngoài ra thì đến với shop này bạn cũng có thể theo dõi Instagram, bởi vì là trên này luôn cập nhật những mẫu túi ví, những mẫu bông tai rồi các phụ kiện cực kỳ đáng yêu dễ thương khác. Và đặc biệt là trên shop này luôn luôn có những caption cực kỳ dễ thương, ví dụ như đất lành chim đậu, thảo nào chim hay đậu vào tóc của tôi vì tóc tôi không khác gì tổ chim, vậy nên là các bạn hãy mua lược của shop đấy, đại loại là vậy đấy các bạn ạ. Nó rất là hài hước và dễ thương và gần gũi với các bạn, với những caption Sunny cực kỳ thích những caption của cái shop này luôn. Và đối với Instagram dành riêng cho Instagram cũng vậy, shop trang trí và bày bố các hình ảnh video cực kỳ bắt mắt và dễ thương, và kèm với đó là những video trên story cộng với lại Insta TV cũng rất là độc đáo, các bạn có thể lên đó theo dõi nhé. Vậy thì shop chuyên nghiệp là vậy, vậy chất lượng slam thế nào, hãy cùng Sunny thử ngay bây giờ. Đầu tiên đó chính là em mang tên Minchok Tiki. Và em này là một chất basic slam có mùi bạc hà. Tuy nhiên thì mùi bạc hà này nó hơi giống mùi dầu gió một xíu. Kèm với đó là một chút kim tuyến màu đen và chất slam cực kỳ bóng, và có kèm một cái charm chocolate. Tuy nhiên thì về bưu phẩm lần này nó rất đẹp, cả đóng gói tất cả đều rất cẩn thận. Nhưng mà vì điều kiện thời tiết vận chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các slam đều bị chảy. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Vậy nên trong quá trình quay video, Sunny đã phải fix lại bằng dung dịch làm đông rồi các bạn nhé. Nên là slam nó sẽ không được hoàn hảo nữa. Và chiếc slam này cực kỳ đặc và chơi bong bong bóng rất là đã. Tuy nhiên thì Sunny cảm thấy nó có một nhược điểm, đó là mặc dù slam rất đặc và được fix rồi nhưng mà nó vẫn cứ hơi một xíu nhờn dính nhà tay. Là một em slam đen thui thui lùi, và slam này có một cái charm cũng đen thui và có hai con mắt thì trợn trợn, và hộp này cũng được gắn kèm hai con mắt rất là xinh. Tuy nhiên thì hộp bạn đong hơi vơi một xíu nha, bạn lưu ý là đong đầy lên để cho các bạn nhận được slam để cảm thấy vui hơn. Và như Sunny đã nói thì
vì quá trình vận chuyển đã làm slam chảy ra nên Sunny phải fix lại trước khi quay cho các bạn, nên là nó sẽ không còn trong nữa mà nó nổi một xíu bọt. Và tất cả các slam làm bằng keo trong của shop thì không bỏ mùi hương. Tuy nhiên thì chất slam cực kỳ dẻo và đặc. Đây là một điểm mà Sunny rất là thích ở shop này. Nhưng mà các bạn lưu ý là vận chuyển chỉ cần chú ý một xíu, bởi vì là có rất là nhiều bạn ở xa, nếu mà khi nhận được bưu phẩm mà bị chảy thế này thì chắc chắn nó sẽ không còn đẹp hoàn hảo nữa. Một em slam cực kỳ đặc và có một mùi thơm của bắp rất là thơm luôn các bạn. Thơm lắm luôn ý. Và slam này nó không còn bóng nữa bởi vì Sunny đã fix lại bằng dung dịch làm đông rồi. Và các bạn ơi, Sunny cực kỳ recommend các bạn mua cái slam này bởi vì nó rất là đặc, rất là dẻo và bóng cực kỳ đã luôn. Và ngoài ra thì nó có một cái mùi thơm rất là thơm các bạn ạ. Thơm lắm luôn ý. Slam rất đã luôn các bạn ạ. Chứ mà có một điều Sunny thắc mắc là shop này tên là Oxe mà lại cái logo lại là con khủng long hay là con cá sấu ấy nhỉ? Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cặp đôi Hàn Quốc. Và slam này thì nó cực kỳ xinh đẹp luôn. Đầu tiên nó chính là một slam màu hồng có charm của một cô gái mặt Hàn Quốc. Và slam của shop cũng trang trí khá đơn giản thôi, tuy nhiên nó rất là đẹp. Và như Sunny đã nói thì slam trong của shop không có mùi hương và nó hơi chảy một xíu. Tuy nhiên thì nó về độ trong đặc dẻo thì Sunny cực kỳ thích slam của shop này nhé. Trang trí cũng kiểu tương tự nhưng mà lại là màu xanh và dành cho anh chàng gọi là oppa Hàn Quốc này. Và slam vẫn như vậy và các bạn có thể nhìn thấy tay của Sunny hơi ướt một chút bởi vì Sunny đã nhúng tay vào dung dịch làm đông nữa các bạn. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là một slam mang tên Sugut. Kẹo Sugut, bạn nào ăn kẹo này chưa nhỉ? Và đây là một chiếc Butter Snow. Và slam này là một cái slam hoàn hảo nhất trong bưu phẩm này bởi vì nó không bị chảy. Nó rất là sizzly, rất là thơm mùi nho và chơi slam này thì cực kỳ đã luôn. Các bạn này có thể fake và bóp bong bóng và làm đủ kiểu với slam này luôn. Và nó được mix giữa hai màu, màu xanh và màu hồng, và khi trộn lại với nhau thì sẽ ra màu tím nhẹ cực khi yêu. Và Sunny nghĩ là để cảm nhận rõ nhất về slam của shop này thì cách tốt nhất là các bạn có thể liên hệ với shop trên Instagram oxen.bộp để đặt hàng nhé. Còn mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với shop trên Instagram và Sunny cũng có thể để một chút thông tin của các bạn ấy ở ngay dưới màn hình, ở dưới phần comment. Và video của Sunny đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên like và subscribe cho Sunny Fan TV.
nhớ đăng ký để xem những video đặc biệt hơn nhé. Và sau khi chơi slam này thì nó cũng khá là phổng luôn nha các bạn.